rồi, mình chào cả nhà, mình quay từ kênh của em ha. Hôm nay bứng giao cây cho khách nè cả nhà. Thì bứng cây đào phúc nè, cây này ghép đào phúc cũng ba mùa mấy nha cả nhà. Đó, thì bây giờ mình xây bầu diệt chương nhẹ ha, diệt chương nhẹ để cây này thì vào cái chậu được 9 tới chậu mét nha. Và cái lưới cũng hơi ướt ha, ướt dễ nó ăn cũng một số nó xuống tới đây nè cả nhà. Nhưng mà nước hôm qua sợ khi bứng đi nó khô đó, nó khô cái bề mặt ha, cây nó xào lá nên mình phải tưới tưới nước ha, cho nó vừa đủ. Thì cái lớp dưới đây thì nó ăn cũng chưa hết đây ha, chủ yếu là hiện tại giờ nó ăn khoảng 2/3 ở trên, 2/3 ở trên cho cái bộ rễ ở trên đây thì nó nhiều hơn. Nên thì mình dành vô khoảng cách ha, khoảng cách thì xây thì chủ yếu là mình đo cái đường kính, mình vô chậu máy thì mình sẽ xây cái đường kính ngang chậu máy nha cả nhà, cho nó vừa luôn, hoặc là có thể lớn hơn tí. Khi mình vào chậu thì mình sẽ mình khửi ha, khửi vô khoảng một vài phân giữ bình thường ha, một vài phân để vô chậu thì cho nó gọn nhẹ thôi. Quá trời nó việc cám luôn nha, cám nó ra đây dễ non ha cả nhà ha, dễ non ha. Cây này thì tưới nói chung là buổi chiều là sáng tưới nha, buổi chiều là nó đã khô ráo rồi. Đây cái lớp ở trong này cả nhà thấy không, để này nó ăn ra tới trồng mới có một năm mấy thôi cả nhà, cây này trồng khoảng năm mấy thôi mà này nó sung khỏe thì để nó ăn ra khá là nhiều ha. Đó, thì mình dành vô nó cũng không có đứt rễ nhiều đâu, vừa khoảng cách vừa thôi. Ở đây khi mà mình đã vào chậu ha thì không cần mình lấy cái đoạn dưới nó dài đâu, nhưng mình lấy khoảng hơn nửa bầu một tí là vừa ha. Mình canh thí dụ cái chậu lọt lòng của nó là chiều cao nó khoảng 5 tấc thì mình canh khoảng 5 tấc mấy là vừa ha. 5 tấc mấy thì mình vô chậu có thể mình sửa nhẹ hoặc có thể mình vừa thôi, mình canh 5 tấc luôn, đo ha, đo lọt lòng sau. Tại vì khu ở dưới đây thì rễ nó chưa có ăn ra nhiều đâu cả nhà, nó trồng năm mấy thì rễ chưa ăn nhiều thì mình làm cho nó vừa luôn ha, vừa. Ở đây thì khi mình làm xong mình sẽ quấn băng keo nha, quấn băng keo mình dành đều hết, quấn băng keo một lớp rồi sau đó mình sẽ làm bao mình trùm rồi gịch dây ha, lót ở dưới là cái lớp lưới cho khi mình tưới nó cũng thoáng ha, tưới nó cũng thoáng đi, cây nó không bị động nước. Qua từ nhà cành ha, cây này nổ lên cũng khá là đều rồi. Ghép đào phúc nha cả nhà, cây này ghép đào phúc. Ở tới ngoài. Những cây ai đến thước ông nào? Nhà thấy dần lục rồi. Năm rồi á nha, em cũng có bứng lên mấy cây ha, mấy cây cây nái á, như cây nái em năm rồi đây thì năm rồi cũng lên bùn gạch xây xong, cũng bó bầu lên chậu đó. Chừng năm rồi thì những cái clip mà Tết năm rồi đó có quay cho cả nhà mình xem cái clip mà trưng trong karaoke đó, trong karaoke thì nở bông cũng rất là đẹp nha. Nó có thể mình bứng trước lên khoảng 20 ngày đến một tháng mấy á, thì để cho cái cây mình nó phục hồi nó không có bị mất sức. Nó tưới dưỡng thì để tưới dưỡng trước khi lễ lá khoảng từ 2 đến 3 đợt á, xong rồi cái cây mình nó phục hồi lại thì mình lại lá ra bông nở thì nó không có bị ảnh hưởng nha. Sau khi chơi Tết xong thì về em cũng vô cái bồn lại nữa nha. Cái cây này nay nó cũng cành nhánh thì em đôn sâu vô nên năm nay nó kẹo hơn năm rồi ha. Nút nụ thì
Hôm nay em thấy nó cũng đều hết rồi. Đều hết rồi. Cái này thì nếu mà muốn mình đôn sâu vô nữa ha, những cái cây thí dụ như ở ngoài này cái nụ mới đó cả nhà, để mình bấm bỏ ha, để cho nó nuôi những cái nụ ở trong này nó sẽ lớn lên luôn, nó nở sẽ bông chùm hơn. Còn những cái nụ ở ngoài này thường cây cuối cùng á, mình để như vậy thì nó nở cũng ít mà nó nở bông lại không có chùm nữa, nên mình bấm vô sâu vô luôn đó, bấm sâu vô, thúc vô sâu, không cần thiết nụ nhiều đâu. Ví dụ mình làm sao cho cái nụ nó đều, nó lực đều là nó nở sẽ bông chuẩn thôi, nó nở tròn đều là cái cây mình nó sẽ đẹp ha. Chứ để mà tiếc những cái dàn cây cuối cùng này nè, như cây này ha, mà mình lấy ở ngoài nữa thì nụ nó sẽ không có đẹp ha. Mình sẽ bấm bỏ trong đây để nuôi những cái nụ ở trong cho nó lớn và bông nó sẽ chùm hơn ha. Lên màu cả nhà, số này đang lên, nụ cây nái này lên màu lắm đó. Rồi ha, tí nữa cái quấn băng keo thì sắp xếp xong cái cũng quay lại cho cả nhà mình xem lại nha. Đơn giản ha cả nhà. Vậy đó, sau khi mình quấn làm cái bầu cho nó gọn rồi thì mình quấn băng keo cho thiệt chặt ha, lớp trên như vậy nó sẽ không có động đâu, không có động cái bầu mình, thí dụ mình vận chuyển này kia nó cũng không có lung lay ha. Hay xong cái mình quấn thêm bao để mình phanh tròn ha, cắt cái bao ra mình phanh tròn, mình quấn thêm một lớp nữa, rồi sau đó mình sẽ lót cái lưới dưới ha, lót lưới dưới cho mà khi mình tưới á nó cũng thoát nước, nó không có bị giữ động nha. Cái lưới thái của mình á, lưới thái của mình ha, lót ở dưới đó, rồi mình sẽ nịt dây thêm nữa là cái bầu mình nó chắc chắn ha, cẩu khi vận chuyển này kia nó cũng không có lung lay, rất là cứng à. Để nó cũng chưa ăn xuống đáy nhiều cả nha, ăn chỉ được có hai phần ở trên thôi, còn phần dưới thì nó chưa ăn ha, chưa ăn tới. Dùng xe xúc, xúc mình xúc lên nó cũng nhẹ ra, cũng có thế ha. Cũng tàn lớn lắm nha, đường kính ngang khoảng 2 mét ha, 2 mét, có hơn 2 mét nha, chiều cao 2 mét mấy ha. À, trời, này lúc nó lên lợi thế là được cái là khi mình làm trên bùn gạch ha, cái cây mình nó không có động, không có mất sức nhiều nha cả nhà. Như vậy là rất là gọn ha, tuy là mình mới trồng có 1 năm thôi, năm hơn năm, mà mình khi mình vận chuyển mình bứng lên thì cái cây mình nó cũng không có mất sức đâu. À, vô chậu chơi Tết vẫn ok nha cả nhà. Rồi, quá wow. Hơi nặng nha cả nhà, vừa lên xong đây nè cả nhà. À, cái tàn nó đường kính của nó bó lại mới vô lọt nha, tại vì 2 mét mấy đó, nên em bó xong thì mình cũng chằng ha, chằng nịch luôn, nịch cho nó cứng, đừng cho nó lung lay, cũng gọn nha, gọn cái bầu thì về mình vô chậu 1 mét là vừa đó không. Nghịch dưới luôn hả? Dưới hơi lắc không ta? Lòn lòn rồi ta nè. Cột chưa cây. Cột bốn thầy bốn áo mà không chạy đậu. Chạy mình hơi lắc không? Mình sẽ lắc á. Giao cây bự nữa trong nữa cả nhà. Rồi thì hôm nay cũng bứng cây nha, giao cho khách thì quay cho cô chú anh chị mình xem qua, chia sẻ cái cách để mình làm cho cái cây mình chơi Tết á, mình bứng lên chậu cho nó
không có bị ảnh hưởng ha. Đó, thì đầu tiên thì mình cũng bấn băng keo nịch cho nó chặt, nịch dây. Thì lớp dưới thì mình sẽ dùng cái lưới nha, nhớ là để ý. Nếu mình ở dưới cái bao thì nước nó không có gọt đâu nha. Thì mình sẽ làm cái lưới này cho nó gọt nước là tốt hơn. Rồi ha, thì một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị mình bỏ thời gian xem qua những clip của em. Thì cô chú anh chị nào cũng chưa đăng ký kênh nhớ ủng hộ kênh và đăng ký kênh giúp kênh em ngày một phát triển nha cả nhà. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại nha.